Ok, xin chào các bác nhá. Hôm nay em xin giới thiệu các bác một cái sản phẩm rất là mới của bên em, đó là cái lọ xịt tinh dầu dụ cá đấy, với cái lọ với cái lọ xịt tinh dầu dụ cá này ấy, thì chúng ta có thể dụ được rất nhiều loại cá, ví dụ như là cá chấm, cá chép, cá trôi, cá mè đó. Thì với cái lọ tinh dầu này ấy, thì nó có cái sức thu hút cá rất là nhanh, và cái thời gian giữ được cái hương thơm ấy nó rất là lâu. Và với một cái lọ này ấy, và một chai này ấy, thì chúng ta sẽ có dung tích là 150 ml. Đây các bác có thể thấy này, 150 ml nhá. Đây 150 ml, và chúng ta có thể sử dụng được khoảng tầm 200 lần đi câu đấy. Và cái thành phần của cái lọ dung dịch này ấy, thì nó là những dung dịch tự nhiên, rất là an toàn, chúng ta không phải lo sợ là nó ảnh hưởng đến sức khỏe hay là cơ thể con người chúng ta. Và cái cách dùng của cái sản phẩm này ấy, thì các bác cứ 200 g mồi thì chúng ta phun xịt lên 4 đến 8 lần vào lớp mồi, hoặc là xịt trực tiếp vào cái mồi trộn đấy, thì các bác có thể sử dụng hoặc là cái mồi bột của bên em nhé, thì các bác có thể là xịt vào nước, một cái dung dịch nước để chúng ta pha, hoặc là các bác trộn mồi lên, sau đó chúng ta xịt vào mồi đã trộn rồi. Nhưng mà để hiệu quả tốt nhất ấy, thì các bác lên xịt vào nước thì cái độ hòa tan của nó sẽ đều hơn, nó ngấm thấm đều vào mồi đấy, và khi xuống nước nó sẽ giữ được lâu hơn các bác nhé. Hoặc là các bác có thể sử dụng cái mồi câu giả này, thì các bác chỉ cần xịt trực tiếp vào mồi giả này thôi, thì mỗi lần câu chúng ta chỉ cần xịt ở hai mặt trước và mặt sau của con cá mồi giả. Thì bây giờ em có thể hướng dẫn các bác cái cách để chúng ta trộn xịt mồi đúng nhất. Thì đầu tiên nhé, thì các bác sẽ phải trộn mồi, chúng ta sẽ phải lấy nước đây, thì em chỉ hướng dẫn qua thôi, làm demo cho các bác. Thì các bác sẽ xịt, chúng ta lên xịt vào nước trước các bác nhé. Này, chúng ta lên xịt vào nước, đấy các bác có thấy này, thì khi xịt vào ấy, thì cái nước nó cũng đã đổi màu rồi, các bác có thể nhìn kỹ này, nước cũng đã đổi màu một chút đó, và nó rất là thơm các bác nhé. Đó, sau khi xịt xong này thì chúng ta sẽ cho mồi vào. Thì các bác có thể cho mồi vào nhé. Thì đây là cái cách để mà chúng ta sử dụng trộn mồi tốt nhất nhé. Thì chúng ta phải lên xịt cái dung dịch nó vào trong nước trước để nó hòa tan trong nước, thì khi chúng ta trộn mồi vào thì nó sẽ thấm đều với mồi hơn. Đó, thì sau đó các bác sẽ trộn mồi vào. Đây là em đang trộn với cái mồi câu cá tổng hợp bên em. Đó, thì đây em chỉ làm ước lượng thôi, làm để cho demo cho các bác xem. Mai em sẽ đi câu luôn. Đây các bác ở đây này, cái mồi bên em ấy về cơ bản nó rất là thơm rồi, nó rất là hiệu quả rồi. Bây giờ kết hợp thêm cái tinh dầu dụ này nữa thì đúng là câu đâu chết đấy. Đấy các bác ở thấy này, chúng ta trộn đều lên, sau đó chúng ta để khoảng tầm 5 đến 10 phút thì mồi sẽ ngấm vào đấy. Các bác thấy không? Cái mồi của bên em thì nó rất là dẻo nhá, sử dụng rất là ok luôn. Đây các bác thấy này, đa về đi câu rồi, rất là chuẩn luôn, mồi rất là chuẩn đấy. Và ngoài ra để đạt hiệu quả tốt nhất ấy, thì tốt hơn nữa thì các bác có thể sử dụng cái bột sủi oxy này. Đấy, thì cái clip trước em đã giới thiệu cái sản phẩm này rồi, đây là một cái những cái sản phẩm rất là hiệu quả dành cho chúng ta khi đi câu. Đó, thì ngoài ra bên em còn cung cấp rất là nhiều cái sản phẩm khác liên quan đến các bác đi rừng hoặc đi câu. Đấy, thì các bác quan tâm chúng ta sẽ để lại số điện thoại, thì bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn và báo giá cho các bác nhé, ship hàng tận nơi, miễn phí ship hàng tận nơi cho các bác. Đấy, mồi câu rất là dẻo, rất là thơm luôn, và đảm bảo an toàn nhé.
Bác có thấy là em sử dụng bằng tay trực tiếp, không phải sử dụng bằng cái gì cả. Đây là em đang sử dụng bằng tay trực tiếp nên các bác có hoàn toàn yên tâm. Rồi ok, em xin được dừng clip ở đây và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký kênh để cùng theo dõi những clip tiếp theo nhé.